tổ thứ 23 là tổ Hạt Lạc Na, tức là ngài thì là dòng Bà La Môn, sanh tại nước Nguyệt Chi, cha hiệu là Thiên Thắng, mẹ là Kim Quang. Thì ông Thiên Thắng đã lớn tuổi mà không có con, cho nên một hôm ông đến trước Kim Tràng thờ bãi Đức Phật, mới dâng hương lễ bái để cầu con. Thì một hôm bà Kim Quang mới nằm mộng thấy vị thần đứng trên ngọn núi Tu Di, tay cầm cái vòng ngọc và nói với bà: ta lại đây. Thì khi thức giấc bà biết có thai. Như vậy tức là ngày tổ Hạ Lạc Na khi mà sanh ra đó là cũng có điềm lành, thấy không? Cũng có những cái mộng là khác thường, tức là cũng cho thấy là cũng là có những cái túc duyên đã sâu dày. Thì khi mà ngài được 7 tuổi đó, thì đi chơi trong xóm, thấy một ngôi miếu thờ thần dân gian, hàng ngày giết các súc vật đến dân cúng, ngài mới đi thẳng vào miếu quở, là khéo bày đặt sự quả phước mà lừa gạt dân chúng, hàng năm làm hao phí của nhân dân, tổn hại sinh mạng rồi vật quá nhiều. Ngài quở xong thì ngôi miếu bị sụp đổ, dân chúng trong làng gọi ngài là ông Thánh Con, tức là còn nhỏ nhưng mà đã có uy đức rồi, không? Đến miếu thờ mà thấy ngài dân chúng mà giết súc vật cúng kiến nhiều quá, ngài vào đó ngài vỡ không sợ, nhưng mà chính vỡ đó mà gọi là miếu là lại bị sụp đổ, đó thì cho thấy là đây là cũng là cái uy đức sẵn có của ngài từ nhỏ đã lộ. Tức là cái chánh kiến của ngài nó cũng đã ngầm ở trong đó từ nhỏ. Thì năm 20 tuổi ngài xuất gia tu theo Phật giáo, ngài ẩn, tức là ở ẩn trong đám trường sanh ngót 9 năm, chỉ làm bạn với bầy hạt và chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã. Năm 30 tuổi ngài gặp tổ Manola và được truyền tâm ấn. Vậy tức là được truyền tâm ấn vào năm coi như là 30 tuổi. Ngài dẫn chúng giáo đi du quá đến miền Trung Ấn. Thì ông vua xứ này tên là Vô Quý Hải, rất sùng mộ Phật giáo. Vua thỉnh ngài vào cung thuyết pháp cho vua nghe. Vua nghe ngài thuyết pháp rất là hoan hỷ. Có chỗ là ghi rằng là ngài vào cung mà thuyết pháp cho vua Vô Quý Hải nghe đó, thì cảm đến cả thiên tử Nhạc Nguyệt đến lễ bái nữa. Ngài có vị đệ tử ưu tú nhất là Long Tử. Thì Long Tử rất thông minh mà mạn hiểu. Long Tử mất thì cha mẹ và anh là sư tử đến làm lễ quả táng, xong giờ quan tài không được. Thì sư tử lấy làm lạ hỏi ngài là toàn chúng tận lực dỡ lên, tại sao lại không nổi? Thì ngài đáp: lỗi là tại những ngươi vậy. Thì sư tử nó hỏi: tôi có lỗi gì, xin tôn giả nói cho tôi biết. Thì ngài mới bảo: ngươi xưa theo Bà La Môn, em ngươi đi xuất gia hai bên xa cách, em ngươi 2 năm ngày đêm thương nhớ, muốn làm phước giúp cho ngươi, bảo thầy ngươi đắp một tượng Phật đã lâu mà chưa hoàn bị, ngươi vì ghét nên đem tượng Phật ném xuống đất. Bây giờ ngươi đi về, tức là bây giờ ngươi đi về thỉnh tượng Phật để trên bàn lại thì quan tài sẽ giờ được. Sư tử làm đi như ngày dài thì quả nhiên là quan tài giờ đi dễ dàng. Tức là khi mà mất đó thì ngài cũng nhân cái đó mà cũng cảm được người anh. Kế đến thì thầy của sư tử mới tịch, thì ông mới cảm thấy buồn bã, nghiệm lại lời ngài nói, bèn đến xin xuất gia theo Phật làm đệ tử ngài. Thì đây khi đó thì sư tử đó mới hỏi ngài là: bạch thầy, con muốn dụng tâm để mà cầu đạo,
Thì vậy là phải dụng tâm nào? Đó. Nói dụng tâm cầu đạo thì phải dụng tâm nào? Thì Ngài mới đáp là không có chỗ dụng tâm. À, hỏi đã không chỗ, tức là không dụng tâm thì làm sao là Phật sự? Thì tổ mới đáp, ngươi nếu có dụng thì chẳng phải công đức, nếu ngươi không làm tức là Phật sự. Cho nên kinh nói là ta ra làm công đức mà không có cái ta làm. Đó, đây là chỗ mà mình học suốt đời. Nghĩa là dụng tâm cầu đạo. Thì hỏi lấy dụng tâm đạo thì phải có dụng tâm như thế nào, dụng tâm nào? Thì Ngài tổ đáp là không có chỗ dụng tâm. Tức là mình thường thường là hiểu theo thường tình, cho nên là cầu đạo gọi là đem tâm mà cầu đạo. Nhưng mà quên ý nghĩa. Ở đây là tổ muốn đánh thức cho mình là sáng tỏ trở lại cái gốc chân thật của mình. Cho nên nếu mà cứ lo đem tâm cầu đạo mà không biết rằng chính cái tâm là đạo. Đó. Lo đem tâm cầu đạo mà không biết chính tâm là đạo. Đó. Cho nên là bỏ nó đi cầu cái đạo ở đâu khác. Đó là cái đạo của ngoài tâm. Đó. Thì không phải chân đạo rồi. Thứ hai là có dụng tâm làm á, thì tức là có ta. Dụng tâm tức là có ta, có ý. Thì đó là có vô minh, thì đạo nó cũng bị che mờ rồi. Cho nên ở đây là tổ mới dẫn kinh là ta ra làm các công đức mà không có cái ta làm. Làm các công đức, làm các việc mà không có cái ta làm. Thì đó mới thật là làm công đức. Cho nên mình bây giờ cũng vậy, học đạo, làm công đức, làm Phật sự, làm việc gì thì cũng thường phải quán như vậy. Làm mà không có cái ta làm mà quên cái ta làm đó, thì cái việc làm đó, cái công đức đó mới thật sự là công đức, là có ý nghĩa. Chứ còn có cái ta làm trong đó thì nó cũng bị là cái việc làm đó nó bị là mất trong sáng một phần rồi. Cho nên trong suốt cuộc đời tu hành của mình, rồi làm Phật sự, là mình cũng phải luôn nhớ cái chỗ này. Tu hành hay làm công đức, làm Phật sự gì cũng là nhớ nghe là quán kỹ lại để tránh cái ta nó lộ ra trong đó. Làm có cái ta lộ ra trong đó là nó mất trong sáng. Cũng như là mình đọc kinh Pháp Bảo Đàm đó, nghe chuyện Ngài Pháp Đạt. Thì Ngài Pháp Đạt Ngài tụng kinh Pháp Hoa, thì tụng kinh Pháp Hoa là tốt đó, tụng kinh. Nhưng mà tụng kinh mà vẫn còn thấy có cái ta làm trong đó. Cho nên là khi mà đến lễ tổ, mà lễ đầu con sát đất thì bị lục tổ quở. Đó là làm mà có ta làm. Tức là thấy rằng là mình tụng kinh Pháp Hoa mà 3.000 bộ là cái công của mình rất lớn, rất ít có người làm bằng. Đó, cho nên là trong đó là ngầm chứa có cái ta làm trong đó rồi. Do đó mà khi lễ tổ thì nghe tiếng lục tổ là cái bậc được truyền nghi bát, cho nên là cũng muốn đến gặp, nhưng mà lòng chưa nể lắm. Đến gặp nhưng mà lòng chưa nể lắm, cho nên là nghĩ rằng mình cũng là có công phu. Do đó mà cho nên lễ thì cũng lễ vậy mà chưa hết lòng, do đó mà lễ không có sát đất. Lục tổ nhìn qua là biết liền, cho nên Ngài mới quở. Nên hỏi ông mà trong đầu, trong bụng ông là có chứa sự nghiệp gì đó, thì ông liền nói ngay là đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Lục tổ mới quở đó, dù cho ông tụng có muôn bộ nữa mà không rõ được nghĩa kinh, còn có ta trong đó thì là cũng còn là chưa có đến đâu, cũng còn có tội, gọi là có tội. Nên Ngài nói là kệ đó, lễ là tốt là để bẻ cái cờ ngã mạng, tại sao mà đầu không sát đất chứ. Cho nên làm mà còn tụng mà còn có ta đó thì tội liền sanh, quên ta thì phước mới không sáng được. Cũng như là vua Lương Võ Đế xây chùa tạo tượng độ tăng, nhưng mà khi hỏi Tổ Đàm Ma có phước không, có công đức không, thì Tổ nói không công đức. Đó là cũng để đánh thức ông. Cho nên đó, đây cũng là coi như là một cái
cái điểm mà nhắc nhở mình tu hành. À, thì khi ngài sư tử nghe nói thì liền phát sanh trí huệ Phật. À, ngài mới chỉ hướng đông bắc hỏi sư tử là ngươi thấy gì chăng? Thì sư tử mới thưa là con thấy, hỏi ngươi thấy cái gì? Đó là con thấy hơi trắng nó xông lên giống như là cái móng bao khắp trời đất, lại có hơi đen năm lần xẹp như cây thang lên trời đau lợi. Tổ bảo ngươi thấy hơi ấy thì có biết ứng điều gì chăng? Thì sư tử mới thưa là con không biết ứng điều gì, xin thầy dạy cho. Thì tổ bảo cuối 50 năm sau khi ta diệt độ thì tai nạn sẽ phát khởi ở Bắc Ấn, ngươi nên biết đó. Sư tử mới thưa là con muốn du phương, xin thầy chỉ dạy. Thì ngài bảo nay ta đã già, giờ niết bàn cũng sắp đến, đại pháp nhãn tạng của Như Lai giao lại cho ngươi. Ngươi đến nước khác, xong nước ấy có tai nạn mà liên hệ đến thân của ngươi, ngươi phải về dập truyền cao sớm chứ để đoạn mất. Tức là trước khi có tai nạn thì nó cũng có những cái điềm mà hiện ra trước, thì tổ thấy là tổ nó cũng biết trước, cho nên là cũng dặn dò cho ngài sư tử đó. Đây là cái bài kệ truyền pháp, nghe ta nói kệ là nhận đắc tâm tánh thời, khả thuyết bất tư nghì, liễu liễu vô khả đắc, đắc thời bất thuyết tri. Tức là khi nhận được tâm tánh mới nói chẳng nghĩ bàn, rõ ràng không chỗ được, khi được không nói biết. Cho nên khi nhận được tâm tánh thì mới nói chẳng nghĩ bàn. Đó nghĩa là nhận được tâm tánh đó không, thì mới rõ cái chỗ đó là cái chỗ nó vượt ngoài suy nghĩ nói nè, không, nó không phải là chỗ cho người trí tuệ hiểu biết, cho nên là mới nói là người ta chẳng nghĩ bàn. Còn chưa nhận thì mình nghe nói thì cũng nói cười là cũng nói chẳng nghĩ bàn, nhưng mà nói còn ở trong cái lý luận thôi. Còn đây mình nhận rõ là được tâm tánh rồi, mình thấy rõ chỗ đó quả thật nghĩa là nó không thể nghĩ bàn, nó vượt ngoài cái chỗ nói năng suy nghĩ, cho nên chính cái đó là cái điểm mà không ai bắt chước được, không? Tức là phải nhận được trong đó mới thấu được thôi, chứ còn không có bắt chước được, không có đứng ngoài mà lý luận. Cho nên khi mà người mà chưa đến thì dù có nói hay, nói giống cách mấy đi nữa, nhưng mà cũng không qua mắt được cái bậc mà đã sáng. Tức là nói gì nói nhưng mà là còn nằm ở trong cái lý luận, nằm ở trong cái tình thức suy tư, chưa phải là thật đến thì nó cũng lộ ra. Nói thì giống giống vậy nhưng mà là nó cũng còn có kẽ hở, cho nên người mà sáng mắt nghe qua là biết liền, cho nên đó là không có chối được, cho nên đây là không chỗ bắt chước được. Rồi rõ ràng không chỗ được, khi được thì không nó biết, thì nhận ra được cái chỗ đó mình thấy rõ ràng được mà không có được gì hết, cho nên là không có chỗ được. Rồi khi được đó thì là không có nói là biết. Cho nên đây gọi là cái không biết, mà là không biết của chư tổ, không chứ không phải là cái không biết mà của người thường. Cho nên là rõ được rồi á, không thì nghĩa là đến chỗ này á là không có chỗ gọi là diễn tả bằng ngôn ngữ, không bằng nói năng, mà có khi thì mình chỉ cần nghĩa là một cái cử chỉ thôi mà người thầy cũng có thể biết được, không. Cho nên ngày Long Tế Nghĩa Quyền á, khi mà đến chỗ ngài Đại Ngô được ngài đánh thức cho câu tỏ ngộ, khi mà tỏ ngộ thì ngài Đại Ngô hỏi thấy cái gì, thì ngài chỉ cần thôi thôi thì ngài Đại Ngô là nghe ngài biết, không cần phải nói nhiều. Còn mình á, nhiều khi
chưa thật đến, cho nên rồi khi mà muốn trình bày thì muốn cho thầy là ông thấy mình là đã được ngộ rồi đó, không và được có hiểu biết rồi, cho nên hỏi là nói cho nhiều, tưởng đâu mà nói cho nhiều thì ra để ông thầy thấy là mình hay, nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá mà nói trên cái lý không á thì cũng bị vỡ đuổi ra. Còn ở đây chỉ cần cái thôi thôi, nhưng mà ông thầy là cũng biết được, nhận được đó. Cũng như ngày Bạch Ẩn, Bạch Ẩn khi mà ban đầu chưa có nữa là tỏ ngộ thật sự đó, thì mỗi lần khi mà đến với ngài Thọ Âm thì hỏi thì ngài nghĩa là trình bày đủ thứ, nói nghĩa là nói lý đủ thứ, nhưng mà nói thì bị ngài Thọ Âm là gạt ngang, có lúc là bị ngài Thọ Âm ngài xô nghĩa là té xuống gác luôn, ngài bất tỉnh luôn. Nhưng mà chính những cái đó là những cái mà đánh thức cho ngài đó. Cho nên đây thì đến chỗ đó là không có nghĩa là phải nghĩa là nói năng trình bày nhiều, tức là nó không thuộc vào trong cái ngôn ngữ, không thuộc trong suy nghĩ, không có chỗ được, mà khi nhận được chỗ đó rồi thì không có nói biết tại sao tôi nhận được cái tâm tánh này rồi, thì rõ ràng là thấy nó là tâm tánh mình rồi thì còn được cái gì nữa. Đó là gọi là tâm tánh, là tâm tánh mình chứ tâm tánh của ai nữa là được, cho nên nó không phải là cái việc bên ngoài đó. Cho nên nói được nói nhận mà sự thật là không có được đó, tức là không có mắc kẹt theo cái danh từ. Con người mà nghe nó được tưởng đâu có được đó, thì đó là làm theo ngôn ngữ đó. Cho nên là khi đây người nói là còn khi mà được đó thì không có nói biết, bởi vì nếu mà mình biết nó thì nó lại thành ra cái thứ hai. Bây giờ tâm tánh mình nhận ra nó rồi mà còn nói là biết, biết nó tức là nó thành ra cái thứ hai, còn có cái mình biết nó nữa, thành ra là hai cái, vậy thành ra đem tâm biết tâm đó, thành ra là hai tâm, vậy tức là mất gốc, và như vậy tức là không phải là thật ngộ đó. Cho nên đối với trong đạo không phải tỏ ra mình biết nhiều là hay đó, có khi mà tỏ ra biết nhiều đó lại càng xa đó. Bởi vậy mà ngài gọi là Đại Đô An đó, tức là ngài Thiền Sư An ở Đại Đô đó, khi mà đến gặp ngài Thiền Sư Anh ở Kiệt Phong thì ngài Thiền Sư Anh mới hỏi là giảng chủ, tức là bởi vì ngài Đại Đô An đó là ngài là cũng thường giảng kinh, cho nên hồi giảng chủ thường ưa giảng kinh gì nhất thì ngài Đại Đô An đó ngài mới đáp là giờ thường giảng kinh Kim Cang, và từng đã tỉnh ngộ qua câu là không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, tức là ông từng tỏ ngộ qua câu không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Thì ngài Thiền Sư Anh mới bảo nếu không đến không đi thì sao ông đến đây được, tức là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, vậy tại sao ông đến đây được đó. Thì nếu mà lơ mơ là kiểu đó là hết trả lời đó, thì ngài Đại Đô An ngài mới đáp thì chính là cái người không đến đi đó thôi, tức là thế là thì cũng chính là người không đến đi đó thôi chứ không phải người nào khác. Thì Thiền Sư Anh mới bảo vậy thì ngay đây người đó ở đâu. Thì ngài Đại Đô An ngài liền hét một tiếng. Thì Thiền Sư Anh mới bảo thôi hãy gác qua cái chuyện hét và thôi đi, khi mà bốn đại rã rời đó thì sẽ đi về chỗ nào để mà ăn sanh tập mạng. Bây giờ ông hét ông thôi hay lắm, thôi nhưng mà chuyện nó được gạt qua đi. Mà bây giờ nếu mà trường hợp ông tắt thở là bốn đại rã rời đó thì mấy chuyện hét là ông ở chỗ nào đó. Cho nên nếu mà người mà gọi là học lớp học hét rồi tới đây là hết trả lời. Thì Đại Đô An ngày xưa khắp cõi đất này thì cái ấy không phải là chính ta,
cái này cho nên này đó là chỗ nào là cũng là nó rồi, còn nói gì nữa là phải chỗ ăn thân là mãn. Cho nên nếu mà người không khéo thì mắc kẹt chỗ nơi, nghĩa như vậy là khi chết rồi thì nó sẽ ở chỗ nào mà có chỗ á thì nó mắc kẹt rồi. Cho nên đây là khắp cả cõi đất, cái ấy không phải là chúng ta đâu. À, thì sư anh mới bảo mà khi mà bỗng gặp cái thời kết quả lửa nó bừng cháy đốt tiêu cả đại thiên thế giới thì lúc đó ông ở đâu? Ông nói khắp đây chỗ nào cũng nói, nhưng mà bây giờ đến cái lúc mà thời kết quả nè, lúc đó mà lửa nó đốt cháy hết cả đại thiên thế giới thì lúc đó ông ở đâu? À, chỗ này thì nếu mà cái kiểu mà gọi là thiền ở trên miệng đó thì hết trả lời ở chỗ nào. À, thì ngài Đại Loan ngài đáp là không biết. Ngài Thị Trang ngài bảo lục tổ vì cái không biết đó mà đi bữa củi nấu cơm, Bồ Đề Đạt Ma vì cái không biết đó mà ngồi quay mặt gột vết 9 năm, còn ông nói không biết thì ông thấy cái gì? Cho nên đối với cái người mà sáng mắt đó thì không phải là chuyện nói qua cái này thì thôi, nó không biết không, nhưng mà có cái không biết của cái người mà đã sáng mắt, còn có cái không biết mà của người không sáng mắt. Người không sáng mắt thì cũng nghe từ cái đó nó không biết, mình cũng mình tới cái chỗ mà cuối cùng biết không gì thì nó không biết đó, thì cũng không biết. Nhưng mà đây thiệt là biết rồi. À, cho nên ở đây thì nghĩa là gặp ngày thì sẽ ăn là ngày gán tới cùng để cho ra cái không biết này. À, cho nên là mới gán đó lục tổ vì cái không biết đó mà đi bổ củi nấu cơm, còn tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng vì cái không biết đó mà ngồi quay mặt của giới 9 năm, còn ông á, ông nói không biết vậy là ông thấy cái gì? À, thì ngài Đại Loan ngài đáp tôi chỉ nói không biết. Xác định đó. Thì ngài Thiền Sư Anh này bảo cái gã mù thôi hãy mời ngồi uống trà, đó tức là đó là cái chỗ thông cảm với nhau, đó thực sự mới là cái không biết mà gọi là không biết của người sáng. Cho nên đó là cái chỗ gọi là không biết của cái người sáng mắt. Cho nên không biết mà gọi là sáng ngời, không ai bẻ gãi được hết, chứ không phải không biết mà cái thôi là do biết, mà đây là không biết mà rất là sáng ngời. Cho nên là dù cho ai có gàn hỏi có bẻ gãi cũng không bẻ gãi được. Cho nên kiếm người là phải kính nể cái chỗ không biết đó. Thì ở đây cũng vậy, nó tính đến chỗ đó khi được đó thì không nói biết, là không nên biết là như vậy đó, chứ không phải là không biết mà mù tối, hoặc là không biết là bí mà không biết đó. Thì khi mà truyền pháp xong thì ngài mới phi thăng lên hư không làm 18 pháp thần biến, rồi mới trở lại chỗ ngồi lặng lẽ thì tịch. Tức là tịch thì ngài cũng gọi là hiện các cái thứ thần biến lên hư không đó, rồi mới xuống tịch, tức là cũng là tự tại thì tịch. Rồi tổ thứ 24 là tổ sư tử. Ngài thuộc dòng Bà La Môn, người Trung Ấn. Thở nhỏ, ngài rất thông minh, có tài hùng biện, xuất chúng. Ngài có người em tên Long Tử, cũng thông minh như thế. Trước ngài thọ giáo với thầy Bà La Môn, em ngài thì lại xuất gia tu theo Phật giáo. Khi Long Tử tịch, ngài có cơ hội gặp tổ Hà Lạt Na và hồi đầu thọ giáo với tổ. Khi tổ xuất tịch mới truyền tâm pháp lại cho ngài. Như vậy thì cho thấy rằng tổ sư tử thì ban đầu là theo Bà La Môn, nhưng mà người em là Long Tử là theo Phật giáo. Đó. Như vậy thì mình cũng thấy rõ nghĩa là cùng là anh em một nhà, một cha mẹ sinh ra, nhưng mà có cái sự có cái nghiệp riêng, sự buôn tập riêng. Cùng cha mẹ sinh ra vậy mà người em thì lại thích theo Phật, còn ngài lại thích theo Bà La Môn. Thì đó là như vậy cho rằng là cha mẹ sanh là sanh cái thân này thôi, chứ không thể sanh cái tâm kia được, không thể sanh cái nghiệp kia được. Đó là cái chỗ là cái nghiệp riêng của mỗi người.
sự quân tập nó không đồng, tức là nhưng mà tuy là theo Bà La Môn nhưng mà cái chủng tướng Phật đó cũng vẫn còn, cũng vẫn có nữa, cho nên rồi sao cũng được, nghĩa là cảnh tỉnh được hồi đầu, tôi cũng không mất. Cho nên khi mà nhân cái ngày, tức là nhân ngày em tịch đó, rồi gặp tổ Hạc Na, cũng đánh thức cảnh tỉnh cho, thì ngài mới hồi đầu trở về quy Phật xuất gia, rồi cũng theo tổ được tổ truyền tâm pháp đó. Ở đây từ ngày sang nước Kế Tân để mà hoằng hóa, thì trong nước này trước có vị sa môn tên là Bà Lợi Ca chuyên tập thiền quán của tiểu thừa. Môn đồ của Bà Lợi Ca sau lại chia làm năm phái, tức là một là thiền định, hai là tri kiến, ba là chấp tướng, bốn là xả tướng, năm là tịnh khẩu. Tức là ông thầy là Bà Lợi Ca chuyên là tu tập thiền quán của tiểu thừa, không? Nhưng mà sau đó thì môn đồ đó thì lại còn chia ra thành năm phái nữa, không? Thì rồi họ mới tranh nhau giành phần hơn đó. Cho nên mình mới thấy nhiều khi nghĩa là tu mà nó chưa có thấu tột, không? Rồi chấp theo cái chỗ thấy của mình đó, cho nên thành là phân chia. Mà kinh nghiệm mới thấy nếu mà cứ chấp theo rồi cái chỗ gọi là mình hơn, ha, rồi cái tranh nhau thì như vậy là có thật hơn hay không? Cho nên đây ai cũng tranh là Phật hơn hết, tức là cùng trong một thầy, ha, nó cùng một thầy thôi, mà cái nhóm môn đồ mà tu theo thiền định á thì chấp là mình là nhất, còn cái nhóm của môn đồ tu theo gọi là cái tri kiến thì cũng chấp là cái chỗ của mình là nhất. À, còn nhóm mà theo cái phần chấp tướng, theo phần xả tướng chẳng hạn, hoặc là nhóm theo tịnh khẩu thì cũng đều là cho là mình là nhất hết, là hơn hết. À, mà cùng là trong một thầy. À, cho nên mới thấy nghĩa là như vậy thì đã còn chấp tranh nhau hơn thương đó thì có thật hơn gì? À, cho nên lục tổ có lần này có bài kệ ngài nói đó. Nghĩa là tâm này nó vốn là không tranh, còn tranh á, thì liền mất ý đạo. Chấp pháp môn tranh cãi thì tự tánh vào sanh tử. Nghĩa là cái tâm tranh chấp này nó vốn là không có tranh, mình ở trong đó mà tranh cãi hơn thua được mất á, thì nó liền mất cái ý đạo. Cho nên người mà phải chấp theo cái pháp môn tranh cãi đó là tự tánh đi vào trong sanh tử, chứ không phải thật. Cho nên ngay đó thì mình rõ được cái thật hư rồi. Do đó mà tổ, tức là ngài tổ sư tử, ngài mới đến các cái phái đó, đến mỗi phái ngài dùng biện tài vô ngại chiết phục được bốn phái. Duy có phái thiền định, người cầm đầu là Đạt Ma Đạt, hai tên này mới tức giận tìm đến nơi cặp nạn ngài. Cho nên vừa gặp ngài á thì Đạt Ma Đạt liền nói, nghĩa là muốn gặp nhau vấn nạn mới đến đây. Thì ngài mới hỏi nhân giả tập định sao lại đến đây, nếu có đến đây thì đâu phải là thường tập định. Tức là cái nhóm mà của tu thiền định, cho nên là đó là đứng đầu là Đạt Ma Đạt, đến mới đến là đã gặp nạn rồi, tức là muốn đến gặp nhau để vấn nạn cho nên mới đến đây. Vừa đến là muốn là chiến tranh rồi. Nhưng mà ngài sư tử ngài mới hỏi gạt lại liền, nhân giả là tập định, thế mình đang là tập định, mà đang tập định thì sao lại đi đến đây để mà muốn hơn thua? Như vậy thì nếu mà đến đây đó thì đã có đến đây thì đâu phải là thường tập định. Thường tập định mà bây giờ có đi đến đây thì sao thường tập được? Thì Ma Đạt mới nói là tôi đến chỗ này mà tâm cũng không loạn, định tùy người tập chứ đâu phải là tại chỗ nơi. Nghĩa là đã tập định mà có đến đây á thì tức là có đến đi, mà có đến đi tức là vô thường rồi, chứ không phải là thường định.
không? Thì đây Đạt Ma Đạt thì mới nói cũng khéo, không? Tuy đến nhưng mà tâm nó không loạn, tức là cái định nó theo người thôi, chứ nó không phải ở chỗ nơi. Do đó mà tuy là có đến mà cũng vẫn là thường, không? Thì tổ mới gạn hỏi lại, nhân giả lại đây thì cái tập kia cũng đến, đã không phải chỗ nơi thì đâu tại người tập, không? Thì Đạt Ma Đạt mới nói, vì định tập người chứ chẳng phải là người tập định, tuy tôi có đi lại mà định ấy á, là vẫn thường tập, không? Tức là tổ mới gạn, nghĩa là ông có lại đây, tức là mà có lại đây thì cái tập đó nó cũng có đi theo, không? Đi theo đấy, không? Vậy thì cái tập nó cũng đi theo, thì nó đâu phải là ở tại cái người tập. Thì ông Đạt Ma Đạt mới nói đây là cái định tập người thôi chứ không phải là người tập định, tức là cái định nó tập mình, không? Cho nên rồi không phải do mình tập nó, cho nên tuy là mình có đi lại nhưng cái định nó vẫn luôn luôn nó thường nó tập, có đi bởi vì định nó tập người chứ không phải người tập định, cho nên người có đi thì tuy có đi vậy nhưng cái định nó luôn luôn nó cũng thường tập, chứ không phải do người tập thì người đi nó hết tập. Nhưng mà nói qua lại rồi thì cũng còn mắc kẹt nơi cái tập, bởi vì cứ kẹt nơi có cái tập định đó, mà có tập đó thì chính cái tập đó là cái tạo tác, là cái sinh diệt, cho nên mà thấy có cái tập đó là có mắc kẹt trong đó, cho nên nói gì nói rồi cũng chưa ra khỏi cái đó. Cho nên là tổ mới gạn lại nữa, người chẳng tập định vì định tập người, vậy thì chính khi người đi lại đó thì cái định ấy tập ai? Người đi lại chạy qua lại rồi thì nó bất định rồi, thì cái định nó tập ai? Thì Đạt Ma Đạt mới nói, như hạt minh châu sạch trong ngoài không bị che, nếu định được thông đạt cũng là như thế, không? Tức là giống như hạt châu nó sáng sạch trong ngoài không có vết che gì hết, nếu mình định được thông đạt rồi thì cũng vậy, nó không có trong ngoài. Thì tổ sư tử đang bảo, nếu mà định thông đạt giống như hạt minh châu, nay thấy nhân giả không thể sánh được với hạt minh châu, thì Đạt Ma Đạt mới nói, hạt châu kia sáng suốt trong ngoài đều định, tâm tôi không loạn thì ví như hạt châu ấy. Thì tổ mới bảo, châu kia không có trong ngoài, nhân giả làm sao thấy định, vật nhơ chẳng dao động thì định này chẳng phải sạch. Tức là hạt châu á thì nó sáng sạch, hạt châu thì nó không có trong ngoài, không? Mà không thấy có trong ngoài là không phải rồi, cho nên nó là châu thì nó sáng sạch, nó không có trong ngoài, mà nó không trong ngoài á thì nó định là định cái gì? Có trong có ngoài thì mới thành là có định, không? Bây giờ là nó không có trong ngoài vậy thì định cái gì? Rồi vật nhơ nó chẳng có dao động thì định này á là chẳng phải sạch. Tức là ông nói gì nói là cũng còn kẹt cái bên ngoài, không? Có nhơ thì mới có sạch, đây là vượt qua cái nhơ cái sạch, không? Thằng châu đó thì nó vốn là nó châu thì nó sáng, không? Trong nó không có trong ngoài gì hết, tức là nó vốn là tự định rồi thì còn định cái gì nữa, tức là nó là kẹt nơi cái gọi là cái tạo tác, gọi là cái tập, rồi trong đó thì cái vật nhơ cũng không bao giờ động được, bị sạch sạch cái gì, tức là còn chấp vào cái định đó là còn mắc kẹt rồi, tức là còn mắc kẹt với cái định. Thì Đạt Ma Đạt nghe vậy là biết cái nghĩa của mình bị bẻ gãi, cho nên mới càng kính phục, tới đây mới đảnh lễ bạch với ngài, tức là bạch với tổ là con học đạo còn sơ xuyển, nếu không được lời chỉ dạy của tôn giả thì làm sao biết được chỗ tọt, cúi xin tôn giả thương xót nhận con làm học trò, cho nên đến đây là coi như là kính phục, nhận theo làm học trò. Thì tổ mới dạy thêm là thiền định của chư Phật không có sở đắc, giác đạo của chư Phật không có sở chứng,
không đắc không chứng là chân giải thoát. Đền nhân trả quả là nghiệp báo của thế gian ở trong pháp này, tức là pháp chân giải thoát đó, ắt chẳng như thế. Ngươi nếu tập định thì nên tập như vậy. Tức là tổng mới dạy đến cái chỗ mà chân thật này, thiền định của chư Phật đó là không có sở đắc, không? Tức là không có cái chỗ thuộc cái chỗ được, tức là không có cái chỗ tạo tác. Mình có làm, có được, có sở đắc thì đó là thuộc về cái gọi là cái thiền định mà còn trong cái tạo tác sinh diệt, thì đó không phải là cái gọi là thường định, không? Còn cái giác đạo, tức là cái đạo giác ngộ đó của chư Phật đó thì không có sở chứng, tức là không có cái chỗ chứng được, tức là cũng là không có chỗ cho tâm nó bám. Có chỗ chứng tức là có chỗ bám, còn mà cái đạo, cái giác đạo, tức là đạo giác ngộ của chư Phật đó, thì không có chỗ cho tâm bám, tức là gọi là không có sở chứng. Vì có chỗ cho tâm bám tức là còn có chỗ tâm sanh, còn có tâm sanh thì làm sao là giải thoát. Cho nên đây là phải hết cái chỗ cho tâm nó bám, cho tâm nó sanh thì mới thật là chân giải thoát. Còn có sở đắc, còn có sở chứng là còn có chỗ tâm sanh, tức là tâm nó bám, đó thì chưa phải là chân thật giải thoát. Còn gọi là đền nhân trả quả, tức là còn có chỗ gọi là tự nhân đến quả, để đền nhân để trả quả, nghĩa là tu trong đó thì còn có thuộc trong cái tạo tác, thì đó cũng là thuộc về trong cái nghiệp báo của thế gian sanh diệt, thì đó cũng chưa phải là gọi là thật sự là chân giải thoát. Cho nên đây thì tổ coi như là phá chấp về cái định mà có được, không? Sẽ khiến cho mình coi như quên quên cái gọi là cái công phu để mà trở về tự tánh, buông cái niệm được mất, thì đó mới đến cái chỗ chân thật. Còn thấy có được có mất, có được thì còn có mất, rồi còn có cái định để mà tập đó thì cũng còn là có chỗ tập định, tập định thì tất nhiên là cũng còn cái chỗ mà tạo tác, cũng chưa rời cái chỗ sinh diệt. Thì Đạt mới Đạt nghe vậy nó vui vẻ, vâng đời. Thì một hôm có ông trưởng giả dẫn đứa con đến ý kiến ngài, thì trưởng giả mới thưa: thằng con tôi đây tên là Tư Đa, từ khi sanh ra cho đến nay là 20 tuổi mà bàn tay trái vẫn nắm chặt chưa từng mở ra, xin tôn giả từ bi nói rõ nhân đời trước của nó cho con hiểu. Tức là cái đứa bé tên là Tư Đa này từ nhỏ tới lớn, tức là 20 tuổi mà tay trái cứ nắm hoài không có mở, không biết lý do gì. Đến nó hỏi tổ sư tử thì ngài mới nhìn thẳng vào mặt Tư Đa rồi đưa tay bảo: trả hạt châu lại cho ta. Thì Tư Đa liền xòe tay dâng hạt châu cho ngài. Ông trưởng giả và đồ chúng thấy như vậy mới ngạc nhiên. Ngài mới giải thích là thở trước, tức là thở quá khứ, ta là vị tỳ kheo từng được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh. Tức là đây là ngài cũng từng được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh. Thì khi ấy Tư Đa này cũng theo ta xuất gia, tên là Bà Xá. Cho nên mình mới thấy là cũng có cái duyên, tức là có nhân duyên thầy trò từ trước. Tức là Tư Đa này lúc đó là theo ngài xuất gia tên là Bà Xá. Một hôm Long Vương thỉnh ta đi tụng kinh, thì Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, Long Vương mới cúng hạt châu đáp lễ, ta nhận mới trao cho thị giả giữ trong tay. Ta tịch để sanh ở nơi đây vì nhân duyên thầy trò chưa hết nên gặp nhau tại hội này. Tức là cũng có nhân duyên từ trước, cho nên là hôm nay cũng có thầy trò để gặp lại. Cho nên mình mới thấy là trong đạo cũng đều có nhân duyên hết. Bởi vậy mà cái chuyện như hôm nay gặp nhau ngồi đây thì cũng là có nhân duyên, chứ không phải là tự bỗng dưng. Rồi ông trưởng giả nghe được tiền duyên của con mình mới quan hỷ cho Tư Đa theo ngài xuất gia. Ngài xét như xưa và nay họp
tức là xét theo cái duyên xưa đó và hiện nay, cho nên nó hợp hai cái tên lại đặt là Bà Xá Tư Đa. À, nhận Bà Xá Tư Đa rồi, ngài mới triệu tập thánh chúng làm lễ truyền giới, à, tức là truyền giới cho ngài Tư Đa. Sau đó ngài gọi Bà Xá Tư Đa lại bảo: nơi nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu, đâu mong lánh thoát làm gì. À, ta đã được truyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên phụ trì. Ngươi mau đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ. Nếu có người nghi ngờ, nên trình cái y tăng già lê của ta đây làm tin, hãy nghe ta nói kệ. Tức là ngài biết trước có nạn đến cho ngài, nhưng mà không có phải trốn tránh gì hết, tức là biết trước sẵn sàng đón nhận, tức là ngài cũng biết do những cái nghiệp duyên, tức là không có phải sợ mà cũng phải trốn tránh, chỉ khéo truyền pháp về dặn dò ngài Tư Đa để mà giữ gìn cái chánh pháp. Rồi bởi vì ngài biết cái nạn ngài sẽ bị nạn người chết, thì sau này có người sẽ nghi ngờ, mà sự thật như vậy, nghi ngờ tức là ngài bị nạn ngài chết vậy đó, thì rồi sau mà gọi là truyền pháp được, rồi mà sau này nói là đã được nói tiếp truyền pháp, cho nên là cái người được truyền pháp đó làm sao mà là cho người ta tin, cho nên ngài bảo như vậy, cho nên ngài có truyền cái đây tăng giờ đây, sau này nghĩa là lấy cái đây làm cái gọi là cái biểu tính đó. Đây thì ngài nói về cái là chánh thuyết tri kiến thời, tri kiến câu thị tâm, đương tâm tức tri kiến tức vô kiên. Nghĩa là chính khi nói tri kiến đều là tâm. À, chính tâm tức tri kiến tức hiện nay. À, nghĩa là chính khi mà nói tri kiến đó thì tri kiến đều là tâm. Tri kiến tức là cái thấy biết nhận hiểu đó. Ngay cái thấy biết nhận hiểu này á thì đều là tâm. Bởi vì thấy biết nhận hiểu thì cái gì thấy biết nhận hiểu, nghĩa là con mắt, cái đầu hay là cái bộ não, hay là trong mắt này, nó đâu có thể mà thấy biết, mà chính tâm nó mới thấy biết, nó mới nhận hiểu. Nhưng mà người thường á thì theo cái chỗ thấy biết nhận hiểu đó rồi quên mất cái bản tâm, cho nên đó gọi là mê. Còn ở đây thì phải khéo ngay chỗ mà thấy biết nhận hiểu đó rõ trở lại tâm, thì đó là người khéo nhận, người gọi là khéo tu. Cho nên không phải là và tìm cái ở đâu khác, chính ngay cái chỗ tri kiến, ngay chỗ thấy biết nhận hiểu hiện tại đây mà sáng trở lại là xong. Cho nên chính tâm tức tri kiến và tri kiến tức là hiện nay. Rời tâm thì không thể có tri kiến rồi, tức là không thể có cái thấy biết, cái nhận hiểu. Cho nên là người khéo thì ngay nơi cái tri kiến đó mà nhận trở lại bản tâm, khỏi cái điều đâu xa hết. Và cái tri kiến đó thì tức là cái hiện nay thôi, là cái đang hiện tiền đây, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên thiền là sống ngay thực tại, hiện tiền, chứ không phải thêm cái gì khác nữa. Nghĩa là ngay cái tri kiến hiện tại đây, khéo ngay đó, mình dừng lại ngay đó là xong, đừng có thêm bớt gì nữa. Lỗi á, là ở trên cái tri kiến mà còn lập thêm tri kiến. Cho nên đó là cái lỗi, là cái nguyên. Tức là trên cái thấy biết, cái nhận hiểu, trên cái thấy biết đó là cái, thêm cái thấy biết nữa, thành ra gọi là có đầu thêm đầu đó, thành ra vọng tưởng, vọng niệm rồi đó, từ đó mà nó thêm. Cho nên ai cũng đều có cái tri kiến hết, cũng đều có thấy biết hết, vậy thì ai cũng đều có tâm hết, chứ không có thiếu gì hết. Nghĩa là ai cũng đều có thể nghĩa là minh tâm được,
Có tâm thì ai cũng đều có thể sáng được tâm, nhưng mà tại sao mình không sáng à, giờ lại lo đi tìm sáng cái này, sáng cái kia, sáng cái nọ à, thành ra rồi nó nhọc nhằn, rồi nhiều khi nó mê lầm à, còn ngay cái chỗ là thấy biết hiện tiền của mình rõ ràng đây mà mình không chịu sáng à, rồi bỏ nó, rồi lại đi tìm để sáng cái này, sáng cái kia à, rồi nhiều khi rồi còn phải bỏ chỗ này tìm đến chỗ kia nữa không à, rồi chạy lăn sang hoài à, có khi là cả đời cũng không sáng được à, còn khéo thì ngay đây dừng trở lại, coi như dừng trở lại các thứ tâm mà chạy tìm đó không? Thì ngay đó là sáng rồi không? Cho nên không khéo thì cũng một chút xíu đó không? Mà rồi lầm lẫn rồi chạy hoài lang thang có khi là còn phải tự hào với cái trí sáng của mình nữa, nghĩa là có sáng này sáng kia đủ thứ rồi tự hào, nhưng mà không ngờ đó là mình đang sống trong cái mê lầm mà là xa cái gốc rồi. Bởi vậy mà trong cái chứng đạo ca thì thiền sư Quyền Giác có câu đó là bất ly đương xứ thường trạm nhiên, bích tích phi quân bất khả tiến, nghĩa là chẳng lìa ngay hiện tại đây thường là trong sáng, bất ly đương xứ đó nghĩa là chẳng lìa ngay trước mắt đây mà nó thường là trong sáng, nhưng mà vừa tìm là tức biết anh là chẳng thấy rồi đó, nghĩa là nó hiện tại ngay đây, tức là đương xứ là ngay tại chỗ này à, nó là thường là luôn luôn là chạm nhiên, tức là trong sáng rõ ràng à, nhưng mà vừa khởi tâm tìm cái là mất nó, cho nên vừa có tâm tìm là biết anh là chưa thấy à, là anh qua mất rồi à, cũng vậy cái bài kệ mà của thiền sư Tam Bình đó, ngài cũng nhắc rõ, nghĩa là tức thử kiến văn phi kiến văn, vô dư tinh sắc khả trình quân, cá trung dược liễu toàn vô sự, thể dụng hào phòng phân bất phân, tức là tức thấy nghe này chẳng thấy nghe, đâu thừa tinh sắc đáng trình ăn, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng nghe gì phân chẳng phân đó. À, nghĩa là tức nghe thấy nghe này mà chẳng thấy nghe thì đâu còn có tinh sắc gì khác dư nữa để mà trình à, nghe cái thấy nghe thì tìm đây à, mình dừng lại à, khỏi chạy ra ngoài nữa, chẳng thêm cái gì khác nữa, tức là chẳng thêm cái thấy nghe gì nữa hết, thì có tinh sắc nào vào trong đó được nữa đâu à, thì ngay đó là sáng ngời, tức là nghe cái thấy nghe này thì nó nguyên vẹn là thấy nghe thôi, chứ không có thêm cái thân cái sắc gì vào đó hết. Còn mình thấy nghe rồi mình cứ nhớ duyên theo cái tiếng cái sắc, tức là thấy nghe theo cái thân cái sắc, cho nên là chỉ nhớ thấy nghe, nhớ cái thân cái sắc thôi mà quên chính cái thấy nghe, cho nên đó là có thêm thân sắc vào trong đó, thấy nghe mà có thêm cái thân sắc vào trong đó, cho nên mê ở chỗ đó. Còn đây là thấy nghe những nguyên vẹn là thấy nghe thôi, chứ không có thêm tinh sắc vào những đó hết, cho nên là không có thừa tinh sắc gì mà trình nữa, cho nên gọi là tức thấy nghe này mà chẳng thấy nghe đó, thì không có thừa tinh sắc đáng trình ăn, không có tinh sắc gì dư để mà trình nữa à, thì vậy là thấy nghe đều vô sự à, không có sanh vấn đề gì hết à, thì lúc đó toàn thể là dụng, toàn dụng là thể thôi, đâu còn phân là thể là dụng gì nữa. Mình bây giờ thì còn có chia những cái chia à, đây là dụng nè, đây là thể, cho nên cần phải bỏ dụng để mà về thể à, tức là thấy nghe là dụng rồi cần phải bỏ dụng này để mà quay trở về cái tâm thể kia, như vậy thấy giống như là còn có cái thể cái dụng nó riêng à, cho nên đó gọi là còn trong quê, còn ở đây mà sáng tỏ được chỗ đó rồi, dừng cái tâm là chạy đó, thì ngay đó là toàn thể là dụng à, tức là toàn tâm ở trong đó à, không có thêm gì nữa khác nữa à, như vậy thì ngay đó là đầy đủ, là sáng rồi, khỏi phải tìm cái gì khác hết à, như vậy thì mới thấy là cái đạo hay là cái thiền là ngay thực tại đây. Vậy thì trong đây à,
kiểm lại là có ai mà không có thấy nghèo. Như vậy thì tức là mỗi người ai cũng đều là không có ai là thiếu cái việc lớn này cả. Nhưng đây là cái việc lớn, thấy không? Mà mỗi người đều đủ hết, không thiếu gì hết. Vậy mà tại sao chưa sáng tỏ được? Rồi lại mình đi cầu tỏ ngộ cái gì khác. Cho nên có khi rồi cứ lo bỏ ở đây, rồi tìm nơi này, tìm nơi nọ, tìm nơi kia, gọi là để mà đi tu cho tỏ ngộ, không? Mà không biết sự thật là mình cô phụ mình quá lớn. Quan trọng là ngay cái chỗ hiện tại đây, ngay cái thấy nghe rõ ràng đây, giữ cho nó nguyên vẹn, không? Thì ngay chỗ ngồi của mình đây là gọi là đạo cả sáng ngời, không? Sáng rõ ràng đó, không có ai mà lừa dối gì mình được hết. Sự thật là như vậy. Cho nên là chính tâm tức tri kiến tức hiện nay, khỏi có phải dài dòng gì. Thì Bà Xá Tư Đa nhận lãnh đó là tuân hành ngay hôm ấy thì đi nơi khác. Thì lúc ấy trong nước Kế Tăng có hai người ngoại đạo mới giỏi về pháp gọi là quyển thuật, cho nên mới mua đồ để mà ám sát nhà vua. Nhưng mà còn ngại là bại lộ cơ mưu, cho nên rồi họ mới đổi thành hình tùy kheo. Tức là thay vì đó là ngoại đạo nhưng mà không thèm, họ mới mặc đồ tùy kheo để mà đi làm cái việc gian ấy. Thì quả nhiên bị quan quân bắt gặp, bắt được vua Di Lao gặp hai cái đường vị này, thì ông mới nổi cơn phẫn nộ, ông ra lệnh là triệt hạ chùa chiền, bắt nhốt tăng chúng. Ông vua mới trách là lâu nay ta sùng kính Phật giáo, quý trọng tỳ kheo, mà nay họ lại manh tâm ám hại ta, vậy thì còn đạo đức chỗ nào? Bởi sự tức giận ấy, nhà vua với đích thân cầm quân báo đến chỗ ngài sư tử hỏi: thầy được không tướng chưa? Thì ngài đáp là đã được. Cho nên là đối với ngài là đã coi như là đã sống được trong đó rồi, cho nên ngài đáp mạnh mẽ, không? Hỏi được không tướng chưa, ngài đáp đã được. Vua mới hỏi đã được thì còn sợ sống chết chăng? Ngài đáp đã lìa sống chết thì đâu có sợ. Ông vua hỏi chẳng sợ thì có thể cho ta cái đầu chăng? Thì tổ mới bảo thân còn chẳng phải của ta, huống nữa là cái đầu, tức là thân này còn chẳng phải của ta thì huống gì cái đầu. Thì ông vua liền chặt đầu ngài rơi xuống đất, nơi cổ phun lên như giọt sữa trắng cao chừng một trượng, thì cánh tay mặt của vua Di Lao Hoạt đó cũng đứt lìa. Thì 7 ngày sau thì vua băng. Như vậy thì cho thấy rằng nghĩa là ngài thực sự gọi là sống được, không? Gọi là năm ấm vua ngã rõ ràng đó, chứ không phải là chỉ đọc tụng hàng ngày như mình thôi. Mình là đọc tụng gọi là hàng ngày là ngũ quẩn, tức là dây không, điều không đó. Nhưng mà sự thật thì đó là mình chỉ mới đọc, mới hiểu thôi, chứ chưa thật sự sống. Còn đây là ngài mới thật sự sống đó. Cho nên ông vua đến hỏi là có thể cho cái đầu chăng đó, thì ngài bảo là thân này còn chẳng phải là của ta, huống nữa cái đầu, tức là năm ấm đó, năm ấm còn chẳng phải là ta, huống nữa là cái đầu, sẵn sàng cho. Cho nên dù chết mà không thấy có ai chết đó. Cho nên là sao có người là về tu về đời tới cuối cùng là có phải trả nợ đền nợ không đó, không? Thì đúng ra với ngài á, thì ngài thấy nghĩa là trả mà không có ai trả, chết mà cũng không ai chết, trong đó là không có ai là cái người bị chém hết, không? Còn mình là có thấy cái người bị chém, không? Cho nên là mình có thấy có khổ trong đó. Cho nên đây cũng là cái chỗ gọi là sống chân thật, chứ chỗ này thì không còn phải là chỗ lý luận. Nhưng mà rồi câu chuyện này nó cũng có nhân có quả, tức là vua Di Lao Phật đó, khi mà chém ngài xong thì cánh tay mặt của vua cũng đứt lìa, nhưng mà về cái thì cũng bệnh rồi 7 ngày sau mới băng. Thì trong thời gian 7 ngày đó thì thái tử Quan Thủ là con á lo buồn, cho nên vì ông cha mới cầu sám hối nhiều cách. Thì chợt có vị tiên nhân từ núi Tượng Bạch mới đến bảo với thái tử rằng
Đây là do nợ đời trước, chẳng cần phải lo buồn. Thái tử nghe như vậy mới hỏi là cái việc đó như thế nào. Thì ông tiên nhân đó mới nói là cách đây mấy đời thì cha của thái tử là sanh ở nước này là người thế tục, nhưng là người hiền thiện mến trọng đạo Phật. Thì một hôm mọi người nhóm họp để cúng bữa chay, là cúng chay vô già đó. Thì tiền thân của ngài sư tử cũng là một vị cư sĩ đến cùng dự trong hội. Thì lúc đó ngài sư tử là thông minh, có tài biện bác, biện luận coi như là chưa từng chịu thua ai. Thì hôm ấy tiền thân của sư tử bèn đem Phật pháp ra hỏi. Thì tiền thân cha của thái tử đây á, là tuy là ứng đối nó trúng lý không, mà tiền thân của ngài sư tử vì cái tâm muốn thắng cho nên rồi gặn bước, rồi thế đã rối loạn, nghĩa bèn bị thua cho đó mới hận tức, bèn lén cái người đem thuốc độc giết chết, gọi là tiền thân của phụ dương của thái tử đây. Tuy là trải qua nhiều đời, cơ hội đền trả chưa có đến, thì nay duyên nghiệp đã gặp nhau, phụ dương của thái tử mới giết hại ngài sư tử như thế. Thì thái tử Quang Thủ nghe vậy đó thì tâm mới được cởi mở, tức là như vậy, tức là cũng là cái nhân duyên, cũng có nhân có quả. Do đó cho nên là hiểu đó thì mình mới thấy là bây giờ cùng mà được sống tu hành vậy đó, mình cũng được hiểu đạo rồi thì cũng cố gắng sống với nhau cho tốt, cho đừng có để phải có cái nhân quả, cái ân hạnh về sau, đừng có để có phải cái kết quả. Thì thái tử tức là thái tử Quang Thủ đó, đây mà lên ngôi, tức là vua chết thì thái tử lên ngôi lo mai táng phụ hoàng và thỉnh chúng tăng cúng dường sám hối á, thì tăng chúng mà lo xây tháp thờ ngài. Đó là qua về cái chuyện của ngài tổ sư tử.